Hallelujah, hallelujah. Cha dấu yêu ơi, chúng con yêu Ngài. Ô, chúng con dâng Ngài tất cả trái tim chúng con thuộc về Ngài, cho tất tại ô từng đường cơn thương chúng con, từng nếp nghĩ, tình cảm, cảm xúc chúng con dâng hết thuộc về Ngài. Chúa ơi, nó thuộc về Ngài, nó vốn là của Ngài, nó vốn từ nơi Ngài mà ra cả, Chúa ạ. Nó hướng về Ngài, nó hoàn thuộc về Ngài. Ô ra sang cả đời chúng con trải lòng ra, chúng con thưa với Ngài rằng chúng con yêu Ngài, Chúa ơi, chúng con yêu Ngài. Ô ra sang Chúa Giêsu ơi, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài nhiều lắm, Chúa Giêsu ơi. Sẽ là bắt đầu chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm, Chúa Giêsu ơi. Sẽ cả đời bắt đầu ô đây bắt đầu sẽ cả đời thanh linh ơi, hãy giúp chúng con, chúng con yêu Ngài. Ô chúa tôn quý Ngài, Thánh Linh ơi, Sabala chúa khát khao Ngài, Thánh Linh ơi, Sabala hãy cầu nguyện trong chúng con và qua chúng con. Ô đây sai Kadabala hãy giúp chúng con giải bày lòng chúng con ra trước mặt cha yêu dấu chúng con. Vì chúng con nhận thức rằng chúng con đang trong lòng của Chúa Cha. Ô đây sai vì Chúa Jesus Christ đã thuế chỗ chúng con, Sabala để cho chúng con được ở trong lòng Chúa Cha. Ô đây sai Kadabala để hòa quyện lại với trái tim của Ngài, Chúa ơi. Ô đây sai Kadabala chúa dâng hết lòng thành kính của mình lên Ngài. Ô hãy nhận lấy Chúa Giêsu ơi, xin dâng cha tạo ra Cha muôn tạo ra loài muôn loài trái trái tim chân chân thành thành ghi ghi ơn 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 Ngài Ngài không bao không giờ bao giờ nhạt phai nhạt dù tháng năm đổi thay phai hân hoan. Ca người ca vui ca trên người trời vui trên trời đã ban đã Giêsu cho Giêsu về cho muôn người ăn năn về cùng ăn cha. năn Tội lỗi xưa hallelujah hallelujah xin dâng xin cha tạo ra muôn loài trái trái tim tim chân thành chân ghi thành ơn ghi ơn 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 Ngài Ngài không bao không giờ bao giờ nhạt nhạt phai phai dù dù tháng tháng năm năm đổi thay đổi thay hân hân hoan ca người vui hoan trên trời vua trên trời đã trên ban nam Giêsu cho để muôn sự cha người môn muôn người anh chị em hát cao một tí nhé, để tôi không hát người cao chỗ này. Muôn người ăn ăn năn về cùng cha, tội ăn lỗi xưa tội lỗi xin xưa là người tha Chúa Chúa khiến khiến những kẻ yêu yêu mạnh mạnh lên lên trong cho Chúa, lên những kẻ những khó kẻ được giàu ơn Chúa. Trong tay trong Giêsu tay ngày Giêsu đêm ngày điều đêm điều qua sương xưa mưa chinh chốn, chinh trong những kẻ khôn cùng con được cùng nương được náu, những nào kẻ những vỡ kẻ lòng vỡ được lòng yêu được dấu. yêu dấu Trong tay trong tay Giêsu người Giêsu dàn bình trần an chẳng thương bước lo âu, Chúa vì ơn khiến những vua kẻ yêu khiến mạnh lên những trong kẻ Chúa, người con những kẻ khó những được kẻ bao khó được giàu ơn lớn Chúa. Chúa Trong tay trong tay Giêsu Giêsu ngày Chúa đêm ngày điều chiều qua qua sương mưa chinh chinh chốn, cho những những kẻ kẻ khôn khôn cùng 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 được cùng nương nương náu, những kẻ kẻ vỡ vỡ lòng được yêu lòng dấu. yêu Trong tay tay Giêsu tay ai Giêsu ngài dàn trần một trong thương lo âu, xin dâng cha tạo ra muôn ra một loài lòng trái trái tim tim chân chân thành thành ghi ghi ơn ơn Ngài ơn Ngài không không bao bao giờ giờ nhạt nhạt phai phai dù dù tháng tháng năm năm đổi đổi thay thay hân hoan hân ca hoan ca ngợi người vua vua trên trên trời trời vua trên đã trời ban Giêsu cho để muôn người cho muôn người muôn ăn năn về cùng người cha ăn năn về tội cùng cha, lỗi xưa tội lỗi xưa được xưa tha thứ tha. Chúa Chúa khiến những kẻ yêu mạnh lên trong mình Chúa, trong Chúa những những kẻ kẻ khó những kẻ được khó giàu ơn Chúa. Trong tay Giêsu trong tay ngày đêm diều qua Giêsu sương mưa
Xin Chúa những kẻ khốn cùng được nâng đau, những kẻ vỡ lòng được yêu dấu. Trong đây biết tu vì nhận trước tương lỡ ghi đơn. Chúa dấu yêu ơi, Chúa yêu Ngài, Chúa cảm tạ ơn Chúa vì chúng con yếu, nhưng Ngài là Chúa mạnh trong Ngài, Chúa ạ. Ô, Chúa bất lực với tất cả mọi hoàn cảnh, Chúa bất lực với chính bản thân mình, Chúa. Chúa bất lực với gia đình, với sức khỏe của mình, Chúa bất lực, ô, với tài chính, với kinh tế, Chúa bất lực với tất cả nan đề này, Chúa ơi. Ô, nhu kêu cầu Ngài và chúng con được cứu, ô, và chúng con tiếp sức, Chúa ơi. Ô, vì sức mạnh của Ngài, ô, trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng con, ân điển của Ngài đủ cho chúng con rồi. Ô, tạ ơn Chúa vì chúng con được kẻ khó khăn, những kẻ nghèo đói, ô, thì chúng con được giàu ơn của Ngài, Chúa ơi. Bởi Chúa Jesus Christ, ô, đấng đại vốn là giàu có từ trong Chúa Trời đã trở lên nghèo khó vì cơ chúng con, đã trần truồng nhục nhã vì cơ chúng con để chúng con được giàu có hơn đây Ngài, Chúa ơi. Ô, tạ ơn Cha Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa Giêsu khi chúng con đi chúng con chết, Chúa sẽ chẳng sợ tai họa nào, Chúa cùng chúng con. Ô, Ngài ngày đêm dìu dắt chúng con qua tất cả sương mưa, qua khó khăn, Chúa ơi, tất cả khó khăn gian khổ cuộc đời này. Ô, đã ra cả chúng con không bao giờ đơn độc cả, Chúa. Ô, đã ra hãy tha thứ chúng con khi nào đó chúng con nghĩ rằng đó là chúng con đang trải qua nỗi đau không ai hiểu chúng con cả. Ô, nhưng chính Ngài đang ở trong chúng con, cái nỗi đau mà chúng con cảm nhận đó là chính Ngài đau, Chúa ơi, chính Ngài đau trong chúng con, qua chúng con. Ô, ra hãy tha thứ chúng con khi chúng con thật ích kỷ, chúng con nghĩ rằng đấy chúng con đau, chúng con tự chúng con đau, Chúa ơi, nhưng không phải như vậy. Ngài đau trong chúng con, qua chúng con để cho chúng trải nghiệm được. Ô, ra Ngài đang cùng đau chúng con, Chúa ơi. Ô, còn đau hơn thế nữa, Chúa ạ. Ngài chính nơi nương náu chúng con. Ô, khi chúng con kẻ khốn cùng, khi chúng con thế gian đuổi bắt, ô, bị người đời bắt đuổi hắt hủi, ô, bị anh em, ô, bị anh em đồng lao, bị anh em ô Rasaka đuổi bắt, ô Rasaka như Jacob, như Joseph, Chúa ơi. Ô, xin nhìn chúng con được nương náu nơi Ngài. Ô, xin chúng con tan vỡ lòng trước mặt Chúa thì chúng con được trở lên con yêu dấu Ngài, Chúa ơi. Ô, vì đứng cao cả ở nơi ở đời đời vô cùng danh Ngài là thánh, có phán như vậy chúng con. Ô, ta ở trong nơi ở đời đời phán với người có lòng ăn năn đau đớn nghe lời nói ta mà run, Chúa ơi. Ô, khi chúng con vỡ lòng ra, Chúa ạ, ô thì Ngài ô ôm chúng con trong lòng của mình, Chúa ạ. Ô ra sai ca bởi vì những lòng sỏi đá cặn bẩn chúng con, ô ra sai ca đã được thánh linh của Chúa động chạm làm vỡ tan ra, để tất thảy sự cứng nhắc đó, cứng cỏi đó, Chúa ạ, đừng mềm mại lại với Ngài, ô, để được hòa quyện với ô nước sống của Ngài, huyết của Ngài, Chúa ơi, để trở lên một con người mới, để trở lên tạo vật mới trong Ngài, Chúa ạ. Ô, để chúng con được mềm lòng ra với Chúa, ô ra sai ca để lòng chúng con được hòa quyện với Ngài, ô, được chát vào trong lòng của Ngài, Chúa. Ô, ô, để mỗi chúng con như cái vật liệu mà Ngài dựng, Chúa. Ô, được kết nối với trái tim của Cha. Hallelujah. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, ta ơn Chúa thật nhiều, Chúa ơi. Ô, Chúa ngợi khen Cha thật nhiều. Ô, đây vì trong Ngài chúng con chẳng thiếu thốn gì cả. Trong Ngài chúng con được bình an. Trong Ngài chúng con chẳng còn lo âu gì nữa, Chúa ơi. Bởi sự bình an Shalom của Ngài vượt quá tất thảy mà hiểu biết gì giữa lòng ý tưởng chúng con trong Ngài. Ô, Ngài thật kỳ diệu. Ô, Linh ơi, chúng con không thể nói được ra lời để tôn vinh ô ra sa ca Chúa chúng con, ô la ba la để khen ngợi Chúa chúng con, để ca ngợi Ngài. Sa ca hãy giúp chúng con sa la trong sự yêu đuối này. Sa ca đơn kia la ba la bru sa con la ba la di la ba la sa con la ba la bru 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 sa con la ô ra sa ca an sa ca ora saka da bara saka la bibre chuan yêu ngài saka la bibre chuan yêu ngài yêu ngài yêu ngài nhiều lắm Chúa ơi. Shala bala bala koro dono bala 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 shabro ora bala saka la xin dâng Cha tạo ra muôn loài trái tim chân thành ghi ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay hân hoan ca người vui trên trời xa bờ Giêsu cho một muôn người ăn năn về cùng nàng tội lỗi xưa được tha. Xin dâng ơi, xin dâng Cha tạo ra muôn loài trái tim
chân thành chân thành ghi ơn ngài không bao giờ không bao giờ nhạt bao giờ nhạt dù phai tháng năm nam tuổi tuổi thay hân hoan ca người vua trên trời đã ban Giêsu cho muôn muôn người ăn năn về cùng cha tội cha. lỗi xưa được tha Chúa khiến kẻ yêu mạnh lên trong Chúa những kẻ khó được giàu hơn Chúa trong tay Giêsu ngày đêm dìu qua chính Chúa những kẻ khôn cùng được nương náu những kẻ vỡ lòng được yêu dấu trong tay Giêsu vì nhàn trường vương lo âu Chúa khiến những kẻ yêu mạnh lên trong Chúa những kẻ khó được giàu ơn Chúa trong tay Giêsu ngày đêm dìu qua Kính Chúa những kẻ khôn cùng được nương náu những kẻ vỡ lòng được yêu dấu trong tay Giêsu nhìn nhàn trường vương lo âu Chúa khiến những kẻ yêu mạnh lên trong Chúa những kẻ khó được giàu ơn Chúa trong đây Giêsu ngày đêm dìu qua sương mưa kính chôn những kẻ khôn cùng được nương náu những kẻ vỡ lòng được yêu dấu trong đây Giêsu vì nhàn trường vương lo âu ghi ơn Hallelujah, Chúa ơi, chôn ghi ơn Ngài khắc sâu mãi ghi ơn Ngài, Chúa ạ. Ô từng rừng gân thương thì chúng con, từng cọc tóc chúng con ghi ơn của Ngài, Chúa ơi. Từng hơi thở chúng con ghi ơn của Ngài, từng nhịp đập trái tim chúng con ghi ơn của Ngài, Chúa ạ. Từng suy nghĩ, ý tưởng chúng con, lời nói chúng con, ánh mắt chúng con, nụ cười chúng con đều ghi ơn của Ngài, Chúa ạ. Ngay cả giọt nước mắt chúng con ghi ơn của Ngài, Chúa ơi. Shai Kalabara, chôn ghi ơn của Ngài, Cha ơi. Họ là chúng con thật yếu, chúng thật ngu dại, chúng thật là nghèo khó, chúng thật là khốn cùng, Chúa ạ. Chúng khoe mình trong sự khốn cùng yếu đuối đó, Chúa ơi. Chúng con thật là ngu dại, thật là tội lỗi và dơ bẩn, dơ dại, Chúa ạ. Chúng con thấy được cái sự bất lực và không gian chi của mình. Ô, chúng con chẳng là cái gì cả, chúng con quả thật là dòng dõi Gia-cốp sâu bọ trước mặt Chúa. Ô, chúng con quả thật là sâu bọ trước mặt Ngài, Chúa ạ. Ô, Ngài thật quá lớn, Chúa ơi. Ngài thật hùng vĩ, ô, chúng con thật quá là nhỏ bé, ô quá thật yếu đuối nhỏ bé trước Ngài, Chúa. Cha Giêsu ơi, nguyện chúng con luôn nhận thức điều đó để chúng con không bao giờ kiêu ngạo, Chúa. Để chúng con không bao giờ nghĩ rằng mình trội hơn ai đó. Để chúng con không nghĩ rằng, ô chúng con ô có thể làm được điều gì trong cuộc đời này. Ngoài Ngài ta chúng con không thể làm gì được, Chúa. Nhưng trong Ngài thì chúng con trội hơn mọi sự. Trong Ngài chúng con làm được mọi sự, Chúa. Chỉ có trong Ngài mà thôi. Ô bởi vì chúng nhận thức rằng trong Ngài là chính Ngài làm việc trong chúng con và qua chúng con, Chúa ạ. Vì thế nó trội mọi sự, vì thế nó hơn tất cả mọi thần, nó mới hơn tất cả thời gian không gian, nó vượt thời gian vượt không gian, bởi vì chúng con ở trong Ngài, Chúa ơi. Orasakadababre. Ô Chúa dấu yêu, trái tim này thuộc hoàn toàn về Ngài. Ô là tấm lòng này hoàn toàn thuộc về Ngài, linh hồn này hoàn toàn thuộc về Ngài, thân thể này hoàn toàn thuộc về Ngài. Ô Chúa cứ vui lòng mà thay đổi nó. Ô để đẹp ý Chúa và sử dụng theo ý của Ngài, Cha ơi. Shakadavale để mỗi chúng con là cái bình không thánh sạch trong tay của Chúa. Mỗi chúng con là một mũi tên sắc nhọn trong bao tên của Ngài. Và khi Ngài cần đến Chúa ạ thì Ngài dùng nó để phóng đi. Cho tạ ơn Cha, cho yêu Ngài. Hallelujah, cho dâng Cha lời ngợi khen thờ Chúa ngày hôm nay. Ô xin Cha tiếp nhận. Ô xin Cha cầu nguyện nói chuyện qua chúng con, xin Cha tâm sự làm chứng qua chúng con, Chúa đại ngàn vinh hiển. Ô Rasakadaba, Chúa yêu Ngài thật nhiều và cầu nguyện trong danh vui Christ. Amen. Amen. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Xin lần nữa nha, xin chào mừng, chúc mừng tất cả các anh chị em. Ô một ngày mới tốt lành. Ô Rasakadaba, chị Hương, chị anh Trung, chị Chi, chị bé Nam, Ánh, Hiến.
Hallelujah, ora zagra và tất cả các anh chị em offline là mục sư Dũng, rồi Trang, thầy Hùng và chị Mát và tất cả những người sẽ nghe cái bài này nữa. Nào thôi bây giờ tạ ơn Chúa. Nào, nào thầy tư tế đâu rồi? Alo, thầy tư tế nói đi rồi. Hôm qua làm cái gì? Thầy tư tế Hương. Thầy tư tế Hương. Vâng, anh chị em chứng sự vinh hiển Chúa đi ạ. Tạ ơn Chúa. Các anh chị làm chứng đi. Chị Hương kể làm chứng ngày hôm qua thế nào? Yeah. Anh Trung, chị Chi khẳng định cái chuyện gì xảy ra mà chị Hương có như làm sót, chị Thủy cũng thế, làm chứng bổ sung cái gì mà các chị Hương sót chưa kể lúc này. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngoài Hương đâu rồi? Dạ, giờ có nghe em không ạ? Em không có nghe em. Không nghe, không nghe rõ không chị? Chưa nghe gì hết. Rồi, vâng, vâng. Bây giờ mới nghe. Dạ, giờ em... Bây giờ em hay là anh Trung chị Chi ạ? Chị ở đâu đi? Chị là thầy tế lễ mà. Tại anh Chúa. Vâng, cái thấy họ thì cũng tới gia đình bên thằng trai tới. Ngày em cũng có cái chương trình mình đưa sẵn cho một chú để chú đại diện gia đình á. Thì trong đó chương trình đó thì em cũng có là bước đầu tiên là đàn trai đến đưa lễ vật, rồi bên đàn gái nhận lễ vật này và đồng ý những cái việc mà bên đàn trai hỏi với con gái. Dạ. Rồi sau đó là đưa cô dâu ra mắt. Đó. Thì cái phần đó thì em biết là cháu sẽ không có bố, cháu cũng muốn bố ở nhà thờ đó. Thì chú cũng cho em biết được rằng mình phải có cái, thay vì người mẹ dẫn con ra, nhưng mà em đã để cái phần đó cho bố làm và bố dẫn lên. Vâng. Thì anh Hậu, anh cái xe cắt cỏ của anh đó, anh gắn thêm, anh đóng thêm một cái chỗ ngồi, thế là anh để bông hoa lên rồi chạy đón cháu ra rồi dẫn lên, rất là dễ thương. Đã thì chưa? Cái nhạc tiệc cưới Cana đó bắt đầu anh Trung bật lên để đi từ dưới nhà nguyện đó đi lên, rất là dễ thương. Dạ. Thì cái phần đó thì như anh chị em cũng biết, những cái người mà mình thờ Phượng Chúa trong xác thịt đó, trong như tôn giáo thôi đó, thì rất là quan trọng cái bề ngoài. Thì Chúa cũng cho mình biết được rằng mình yếu với những người yếu đó, để mà mình để có những cái phần khao khát của cháu được là có người cha dẫn đi đó. Thì cái phần đó là tụi em cũng đã làm trọn vẹn được ở trong cái nhà nguyện, cái nơi mình thờ Phượng rồi. Dạ. Dạ. Rồi sau đó thì cái người MC cũng giới thiệu em là cha mẹ sẽ thi hành chức thầy tư tế như Chúa đã chọn. Đó, thì lúc đó tụi em cũng lên để mà nói, em thì cũng chia sẻ về cái việc đức tin của em từ khi mà ở trong tôn giáo. Đức tin của em giữ kiểu giống như là giữ đạo theo cái kiểu mọc kép thôi, cũng chẳng có được gì hết. Nhưng khi mà em đã gặp Ngài đích thân ở trong lời của Ngài, em mới biết được rằng ý muốn của Chúa cho những người tin Ngài thì Ngài lôi ra khỏi bóng tối và đưa vào nguồn ánh sáng diệu huyền của Ngài, và Ngài đặt lên là một cái chức tư tế. Bất cứ ai mà tin Ngài và được sống trong Ngài như vậy thì đều, mỗi cá nhân con người đều là thầy tư tế hết. Amen. Đều là linh mục hết. Đó. Thì và là một dòng dõi nhà vua, bởi vì Chúa Giêsu của mình là vua. Đó. Thì khi mà em làm chứng như vậy, em thì ngày hôm nay với cái điều mà Chúa muốn thì em cũng là thầy tư tế đó, để em
chúc lành mà chúc phúc cho con cái, người con gái được lập gia đình hôm nay và hôn nhân này là chính Chúa đã tạo dựng nên. Thì cái điều em cũng lặp lại một cái đoạn kinh thánh ở trong Corinto đó. Đã. Là bất cứ điều gì hãy cẩn thận coi xem mình xây nên ở đâu, trên một cái nền tảng, đó là nền tảng đó đã đặt sẵn rồi, đó là chính Chúa Giêsu. Mình sẽ dùng Amen. Sức là dùng của cải, là dùng bất cứ một tài nguyên nào mà một con người Chúa ban cho hoặc đó mà xây nên, mà không có xây trên cái nền tảng đó, trên nền tảng là đá tảng của Chúa Giêsu đã đặt sẵn rồi, thì sẽ cháy rụi hết thôi. Thì ngày hôm nay khi mà em biết được cái điều mà Chúa Phaolô là đi dân ngoại, mà em cũng là dân ngoại ở đây, em đã tiếp nhận được cái lời chứng của Chúa qua các tông đồ như vậy, thì em cũng đặt cái hôn nhân này, con cũng đặt cái hôn nhân của con cái của con trên nền tảng là chính Chúa Giêsu, và con tin rằng khi con đặt điều gì và nhất là hôn nhân của con trên nền tảng là Chúa Giêsu thì không bao giờ cháy rụi được. Hôn nhân của con cái của con sẽ không bao giờ cháy rụi được, và hôn nhân và cùng với tình thương với đôi bên gia đình ở đây, chúng em cũng đặt cái tình thương yêu trong sự liên kết mà Chúa đã đặt để thành một gia đình cũng trên nền tảng là Chúa Giêsu như vậy, thì tình yêu này sẽ được gắn bó ở trong Ngài, sẽ không bị cháy rụi. Đó, và chúng ta sẽ cùng đức tin và tình yêu của Ngài dẫn mình đến tới cuối cùng là sự sống đời đời ở trên vương quốc của Ngài, thì, để ăn mừng tiệc cưới trên con đó. Amen. Đó, thì dạ, thì em cũng chỉ mấy lời ngắn gọn thôi, tại vì họ không có thời gian cho mình thời gian rất là ngắn. Vâng. Dạ. Và sau đó thì là ăn uống với nhau nữa, 12 giờ là xong rồi. Và từ 10 giờ họ tới thì sẽ rất là ngắn gọn. Thì ngay chính mọi người rất là ngạc nhiên, không ngờ là tại sao mà một cái, tại từ khi mà em biết được cái hình tượng đó, là tượng ảnh ở trong đó là em dục đi hết đó, thì con cái của em nó đi vô á, nó đâu không thấy tượng, nó đau lòng, nó thương Chúa quá, là từ đó cả năm nay năm nay nó không vô đó nữa. À, thì trong cả năm nay nó ở đi đâu về là không có vô trong đó nữa, không vô trong đó mà cầu nguyện nữa, tại không có hình ảnh. Cũng thấy tội, chị thì cũng giống như mình hồi xưa thôi, nhưng mà tạ ơn Chúa khi cái tình yêu khởi đầu thì em cũng thấy thấy đau lòng lắm. Nhưng mà em biết cái đau xót đó là Chúa đã đặt để cho mình thấy được con cái của Ngài. Giống như em đây, em đã không có thờ phượng Ngài cho đúng đó. Nhưng mà cái tình yêu của Ngài vẫn theo dõi mình. Rồi thì mình cũng có cái tấm lòng đi tìm Ngài nữa. Thì tình qua lời đó, thì Ngài đã cho em cũng bừng sáng lên, và em đã dục hết tất cả những hình tượng đi một năm nay. Thì hôm vừa rồi Chi rồi anh chị em vô decorate thì các cháu cũng đâu có biết ở trong đó là cái gì, nhưng mà cái ngày đó các cháu vừa vô nhà, vô cái nơi đó, các cháu ai cũng ngạc nhiên hết, tại sao mà nó quá đẹp như vậy. Đã. Thì ngay cháu Khôi Nhi là cô dâu đó cũng ngạc nhiên, cũng nói với chồng là tiếc quá nếu mà giống như mẹ và các cô làm được như vậy thì lẽ ra mình sẽ không có ở nhà hàng nữa đó, giống như là tiếc tới đây là ngưng rồi. Vâng, đẹp hơn nhà hàng. Dạ vâng. Thì cái sự trang hoàng cũng như là chú cho gấp bội phần, trong khi đó thì chỉ có bốn anh chị em thôi. Được mà rồi, cứ một em. Tuần cuối tuần cũng có được có một ngày đi lên một chút chút vậy đó, bên anh chị Chi với Chung lên là gặp ngay cái lúc mà thành thử ra còn có chắc là ba tay đâu, ba người rưỡi, sáu tay, tại anh Chung còn có nửa tay. Anh Chung đâu có, anh Chung không có giúp được gì nhiều, nhưng mà
bởi sức của Ngài cũng cho chị Chi cái bữa ăn hôm đó rất là, người ta rất là ngạc nhiên. Thức ăn thì đầy tràn, sức sống của Chúa thì sôi nổi, đầy hết luôn. Tạ ơn Chúa. Vâng. Khi anh Hậu dắt con gái lên cái là tụi em hát chúc mừng nhạc tiệc, nhạc cái bài gì nhỉ anh Trung nhỉ? Tiệc cưới Cana đó. Cưới Cana. Vâng. Rồi với một bài nữa vui nhộn, thế là tụi em đi chung quanh vỗ tay cho hai cháu ở giữa đó. Đó, vui mừng. Ở trong nhà thờ làm gì được như vậy à? Phải nghiêm trang, đứng lên, quỳ xuống. Rồi, vâng, đâu có được vỗ tay, đâu có vỗ. Rồi chúc mừng như vậy đâu. Rất là sống động. Tạ ơn Chúa lắm. Nhá. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Tạ anh Trung, chị Chi, chị Thủy đó nha. Bổ sung thêm gì không ạ? Mà chị Hương, chị sung sướng quá, chị quên mất. Dạ, tạ ơn Chúa trong mọi việc. Thật sự nếu không có Chúa, không có sức mạnh, mà không có nhờ anh chị em nhóm đặc nhiệm để mà cầu nguyện giúp hỗ trợ cho em, thì thật sự sức của em không có làm được như vậy. Mà khi làm được rồi cả đêm, coi như là thức trắng đêm tới sáng mà vẫn tỉnh táo. Tại vì đó là Chúa cho thôi. Vừa nào là làm bông rồi nấu ăn tới sáng luôn, không vừa kịp luôn, cho đến giờ nên không có ngủ, nhưng mà vẫn vui trong Chúa. Đó là sức mạnh mà Chúa cho. Em thấy rằng em, tại vì cái ngày bữa đó thì có mấy đứa con cũng lên, đứa con trai thì nó cũng mời cả bạn gái nó tới. Lần đầu tiên em gặp mặt bạn gái của nó. Thì em cũng nói sơ với thằng anh trai là mai mốt mà con mà có đám cưới thì mẹ cũng, con nhìn hôm nay thì con nghĩ là nếu mà con có đám cưới thì mẹ cũng làm giống như vậy. Quảng cáo đấy, quảng cáo đấy, tranh thủ quảng cáo. Dạ vâng, mình không có lên nhà thờ nữa thì mình cũng phải làm như vậy. Sau đó thì con muốn làm gì thì con làm, nhưng mà mẹ phải có những cái lễ mà bố mẹ muốn như vậy nè. Thì em cũng nói cho cháu, biết trước như vậy. Tạ ơn Chúa. Dạ. Wow. Chị Thủy có bổ sung gì thêm không chị Thủy ơi? Tạ ơn Chúa thì cái ngày đó em lo về ông Thành. Âm thanh là phải thêm mấy cái cơ ta. Thì mỗi một người có một cái trách nhiệm để làm một công việc khác nhau. Đúng là đây là Chúa cũng bày tỏ cho mỗi người có cái khả năng mình làm được cái gì thì làm. Thì ngày hôm đó anh Hậu thì cũng bận lắm, một là anh lo việc ngoài. Anh đi làm về anh cũng lo việc ngoài, ngoài sân. Dạ. Thì em bị ho về ở trong đó là cứ hai tay thì băng bó, nhưng mà cũng phải ráng kéo cái loa. Dạ. Xếp cái loa ấy xong rồi cầm giăng dây, kéo dây điện dây gì á để set up âm thanh. Đúng là Chúa làm hết mọi sự. Dạ. Như đâu có người nào giúp người nào đâu, lúc đó thì người nào cũng có bận hết rồi. Thì tạ ơn Chúa đây là cứ vừa làm nói tạ ơn Chúa, cứ tạ ơn Chúa, Chúa cho con làm công việc này. Chứ tay con như vậy mà nếu mà không có bàn tay của Chúa, khả năng con không có làm được nổi đâu. Mà hay thiệt, đúng là làm Chúa làm hay lắm. Thì mọi sự âm thanh đều là tốt đẹp. Thì trước khi bị thương ấy, thì hai vợ chồng mới lại mấy anh em cũng lo hết mấy cái phần mà trang trí rồi. Thì khi mà làm xong thì cái lúc đó bị thương thì cũng gần 2 tuần lễ. Thì sau đó thì mấy cái việc sau này thì Chúa lại làm thêm những việc này việc nọ. Thì tạ ơn Chúa khi mà
làm xong rồi bắt đầu mới chụp hình lên, bắt đầu thấy nó mới đẹp quá. Rồi quay phim rất là đẹp. Anh chị em phải phải đưa cái lên mạng nhé, xem nhé. Có đang đang edit kỳ này có một cái bộ phim tài liệu. Ok rồi. Tại vì có trước bây giờ thì đúng là em là quay phim, em vừa làm về technique mới quay phim rồi làm, nhưng mà hay đau đó thì giao cho thằng thằng con út nói con ráng quay phim cho bố. Nó cũng quay thì bây giờ đang cứ edit rất là edit đang bây giờ nhìn lại và đẹp lắm. Dạ chừng là xong bắt đầu đó là cho lên đặt nhiệm con. Ok, ơn Chúa. Mà tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa làm mọi sự hay. Tạ ơn Chúa. Thế nào các mới đầu cứ tưởng là có cô dâu với chú rể mướn thợ quay phim. Dạ. Mà hóa ra đâu có nó không có mướn quay phim, nó mướn chụp hình thôi. Vâng. Thì mới đầu họ định là thôi chắc không có quay phim đâu, chắc chụp hình thôi. Hóa ra rồi cứ để cho con nó quay đi. Vậy mà cuối cùng bây giờ là có một cái phim tài liệu để lại. Dạ. Chúng tôi đâu có quay phim đâu. À, tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúa sẽ set up hết rồi. Dạ. Tạ ơn Chúa. Thôi mà khi mọi người tới, mọi người thích lắm rồi ước ao như thế này, ước ao như thế kia. Được sao mà... người ta không phải. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Chị Thủy có đi nói không, chị Thủy ơi? Dạ. Yeah. Tạ ơn Chúa vô cùng luôn. Thì em khi em xuống dưới farm thì em thấy đúng là sức mạnh, quyền năng đầy hiệu lực mà Chúa ban cho các anh chị đó. Chị Chi thì không ngủ luôn, thức luôn nguyên cả sáng suốt đêm luôn, hôm sau là phục vụ khách luôn. Anh Trung thì tay như vậy mà cũng phải lái xe để chạy lên chạy xuống để làm cái công việc về âm thanh. Dạ. Thì chị Hương cũng vậy. Khi em thấy cái lời chứng của chị Hương với lại cái lời chứng của anh Hậu rất là mạnh. Dạ. Dạ họ anh chị tuyên xưng đức tin rất là xác tín, làm ai ở dưới cũng im re và mắt tròn xe để nhìn. Chồng xe nhìn im ru. Thì sau khi hoàn tất xong hết rồi, ăn uống xong hết rồi là họ chuẩn bị để đi nhà thờ đó. Thì cũng bên đàn trai cũng có một cô ruột của chú rể đó, cũng lèo nhèo với chị Hương là chị ơi chị đi nhà thờ, đi nhà thờ. Thì em để ý, em lướt nghe qua thì em nghe. Thì chị Hương chị cũng không rúng động, mà lòng của em thấy đức tin mạnh trong chị, là chị nói rằng là mọi sự chị đã hoàn tất, làm theo ý định của Chúa, là theo nguyên tắc giá trị của Chúa chứ không phải. Thì tất cả là em là bổn phận là em đã xong hoàn tất cho con em rồi. Thì thôi thì chị cũng cứ nói rất là nhẹ nhàng. Thì mấy người cũng vài người cứ lèo nhèo là sao chị không đi như vậy, rồi con buồn rồi này kia rồi. Mà công nhận chị cũng vẫn với một cái đức tin với Chúa, hết tình với Chúa và một sự trả giá đó. Đã, thì tự nhiên làm cảm động em quá. Em trên đường em lái xe về bị mất ngủ nguyên cả cái, cũng không phải mất ngủ nữa, nhưng mà thì cũng dậy sớm rồi cũng thức khuya chút với các chị thôi, rồi đêm cũng thức với con, nhưng mà không có thấy mệt nữa, mà về cũng chùm mền nằm nói chuyện với Chúa. Nó thấy Chúa đầy quyền năng trên các chị anh chị này quá sức, làm cho đức tin của em nó cũng mạnh mẽ lên hơn nữa. Ơn Chúa, hallelujah. Trong thành Jesus Christ, công bố thật. Cái nơi này, cái nơi này sẽ là cái nơi mà sẽ làm những lễ thành hôn cho những đôi uyên ương tuyệt vời trong danh Chúa Jesus. Chúc phước trên chị Hương, chúc phước trên chung chị Chi, chị Thủy, chúc phước tất cả anh em ở nơi đây. Chúa ơi, tất cả những sự vì Ngài đã làm, Ngài khởi sự làm trên anh chị Chúa, thì Ngài có quyền làm chọn cho Jesus. Nguyện đây một chức vụ mới của anh chị Chúa để làm lễ thành hôn cho tất cả các đôi uyên ương khác, để dẫn họ và tất cả người nhà họ đến nơi vinh hiển Chúa Trời, để khuất phục dưới bệ trần của Chúa trong danh Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.
Vậy thì tiếp nhận nha, Chúa Thánh Linh là muốn chị lấy một cái chức vụ mới đấy chị ạ. Tại sao là chị cứ làm lễ hôn nhân cho ai đó thôi, chúc phước hôn nhân cho ai đó. Nào các cậu nam ánh hiến thế nào, thèm chưa? Đám cưới quay bay qua đây cho chị Hương làm. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho mau dập đổ cộng sản rồi tất cả đi lại đã trở nên ok. Thì sang bên đấy chị Hương chị làm đám cưới cho nhá. Cảnh tốn hai cái máy bay thôi. Thầy giáo ơi, cái này có phải là sứ mạng thiền định không? Thế chị ạ, có đấy, sẽ có đấy chị ạ. Chị ạ, nó sẽ nằm trong đấy đấy. Chị cứ yên tâm đi. Tại vì là trong trong sứ mạng thiền định đấy thì mình sẽ tìm thấy những cái gì mà mình làm đấy mà người khác đều khen cả. Những gì mình làm đấy mà thấy nổi trội mà mình không để ý đến nhá, nhưng người khác khen mình. Đấy. Những cái điều kỳ lạ đấy, nó hơn hơn người khác đấy, thì đấy cái điều đấy là chính là cái điều mà Đức Chúa Ngài đang muốn dạy dỗ mình và muốn sử dụng làm cái ơn để cho mọi người đấy. Nó là một phần trong sứ mạng tiền định đấy. Đã, kết nối các hôn nhân với nhau, kết nối với nhau và bày tỏ điển Chúa cho mọi người biết. Alo pastor, unas malibra, izniche, perdoniu pa pozo. Ô tạ ơn Chúa, hallelujah, shakarava. Bây giờ thôi, các chị em khởi sự bắt đầu, chị Hương, các chị, anh chị Trung Chi, chị Thủy, rồi bắt đầu khởi sự, bắt đầu cầu nguyện cho hôn nhân gia đình thôi, rồi chức vụ của các chị đấy, rồi hôm nay là các chị dẫn đi thôi. Tiếp tục đi, ơi chị làm rất tuyệt vời rồi. Vui vì các anh chị đã trưởng thành như thế. Tạ ơn Chúa. Ô Chúa Thánh Linh ơi, con thật là tuyệt vời. Ô lòng con vui lòng vui vui mừng khi các anh chị em chúng con được tăng trưởng trong Chúa, nhận biết Chúa. Chúa ơi, và Ngài yêu, ô Ngài thật là vui mừng, con thấy được Ngài vui mừng nhảy nhót Chúa. Ô khi anh chị em chúng con làm theo lẽ thật Chúa ơi. Ô vì lời Chúa đã rồi, chẳng vui mừng nào hơn bằng cái sự vui mừng mà khi nhìn thấy con cái Ngài theo lẽ thật Chúa. Con cái Ngài theo lẽ thật Chúa ơi. Shakadaba, con cảm tạ ơn Cha. Ô ngợi khen Chúa thật nhiều. Trong danh Jesus Christ, amen. Amen. Rồi chị, anh chị Hương, chị Hương về anh chị Trung Chi, chị Thủy hướng dẫn cầu nguyện tiếp đi nhá về gia đình hôn nhân hôm nay đấy. Yeah. Yeah. Làm tốt hôm thứ bảy rồi, bây giờ làm tiếp đi thôi. Ăn Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Cha dấu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Tình yêu của Cha là chan hòa trên đời sống của chúng con. Cha là đấng thánh khiết, Cha là đấng công chính, Cha là đấng tối cao, Cha đầy lòng thương xót. Danh của Ngài đầy dẫy trên khắp mặt đất biết bao. Cha ơi, Cha đã dùng chúng con, dùng anh chị em của chúng con để giao giảng, để tỏ bày tình yêu của Cha cho những người chung quanh của chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Cha đã đặt để ý muốn của Cha và lời của Cha vào lòng của chúng con, để khi lòng của chúng con đầy, chúng con đã được tuyên xưng ra môi miệng của chúng con bằng hết cả tấm lòng của chúng con, tuyên xưng ra danh của Chúa Giêsu, vua trên môn vua, Chúa trên môn Chúa, được đầy dẫy khắp đất này. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha đã làm mới lại hôn nhân của vợ chồng con đây. Amen. Cha cho chúng con thờ phượng, cùng nhau thờ phượng Cha trong thần khí và lời lẽ thật. Cha dẫn chúng con đi trên con đường lẽ thật này là đi theo Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là đường để cho chúng con đi theo. Amen. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha bởi vì chính Chúa Giêsu nói Cha đang tìm kiếm những ai thờ phượng Cha như vậy. Và Amen. Chúng con đây đang được thờ phượng Cha trong thần khí và lời lẽ thật của Ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha đã dùng chúng con. Lần đầu tiên chúng con được thi hành chức vụ tư tế của Ngài mà chính Chúa Giêsu đã trả giá cho chúng con. Chính Chúa Giêsu là thầy tư tế cao cả. Ngài đã trả giá cho chúng con để cho chúng con có một chức vụ thầy tế lễ này. Chúng Amen. Con tiếp nhận Ngài, chúng con tiếp nhận chức vụ này để chúng con thi hành một cách
trọn vẹn, thi hành một cách đúng đắn theo như Ngài muốn cho chúng con. Bởi vì Đức Thánh Linh, Ngài đã tín nhiệm chúng con, Ngài đã đổ đầy trên đời sống của chúng con Đức Thánh Linh của Ngài, để Ngài dẫn dắt chúng con, để chúng con không lạc xa Ngài, không đi theo những sự giả dối, mà bước đi trong lời lẽ thật của Ngài. Trời, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha, bởi vì Cha đã yêu thương chúng con là kẻ bé mọt, là những kẻ ngu dốt, nhưng Cha đã chiếu sáng chúng con tin chắc rằng trong ánh sáng là chính Chúa Giêsu, Ngài sẽ dạy dỗ chúng con rất là nhiều điều, và Thánh Linh của Ngài sẽ giúp chúng con tiếp nhận từng ngày một, để cho chúng con được trưởng thành trong Ngài. Amen, Cha. Và chúng con cảm nhận được rằng chúng con là thân thể cùng Cha đã kết hiệp chúng con trở nên một, để chúng con là chi thể để trong Chúa Giêsu. Chúa ơi, chúng con được yêu Ngài và chính Ngài cũng yêu chúng con. Ngài dựng nên chúng con. Ngài đã yêu toàn thân chúng con, yêu con người chúng con, yêu tâm linh linh hồn của chúng con. Bởi vì chúng con là hình ảnh của Ngài. Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Chúng con được Cha quan tâm và nhớ đến. Ngài đã bận lòng chúng con, bởi vì chúng con là con người mà Cha đã dựng nên chúng con chỉ thấp hơn thiên thần một chút thôi. Ngài đã đổ trên đầu của chúng con vinh hiển của Ngài, và Ngài tôn trọng chúng con. Ngài cho chúng con tự giác yêu Ngài, tự do yêu Ngài. Cho chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Và Cha cũng muốn chúng con cùng nhau để quản trị mọi tạo vật do tay Ngài dựng nên. Và Cha muốn chúng con bất cứ nơi nào, những nơi lãnh vực nào, lãnh thổ nào mà Cha đẩy chúng con đến, để chúng con cùng nhau khuất phục muôn vật dưới chân Chúa Giêsu, và chúng con sẽ cùng nhau sống và đem giá trị đời đời thì nơi chúng con sống và những nơi nào mà Cha gửi chúng con đến để vào vương quốc của Ngài. Thánh Linh ơi, chúng con cùng với Ngài để trước tiên là bắt thân thể của chúng con phải đầu phục Chúa Giêsu nữa, và chúng con cũng tin chắc rằng các con cái của chúng con, bởi vì lời của Cha nói tất những ai theo Ngài thì sẽ được gấp trăm ngàn lần khi bỏ cha mẹ, bỏ con cái, bỏ mọi sự để theo Ngài thì được chắc gấp trăm ngàn lần hơn. Amen. Chính vì vậy chúng con không phải vô tư vì việc của con cái của chúng con, nhưng chúng con tin tưởng rằng Cha đã chăm sóc con cái của chúng con. Amen. Rồi chúng Amen. Con không còn lo lắng theo kiểu người đời nữa. Amen. Chúng con tin chắc rằng chúng con an tâm bởi vì Cha đã chăm sóc con cái của chúng con, để chúng con lo việc hầu việc Ngài một cách trọn vẹn vào những thời kỳ sau cuối cùng này. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Tuần qua Cha đã cho chúng con thi hành chức tư tế thánh của Ngài, và chúng con được có anh chị em của chúng con đây, có em Thủy ra, các con cái của em Thủy cùng đến với chúng con, một tình thân yêu trong gia đình của chúng con, trong một thân thể của nhau trong Chúa. Và chúng con cũng cảm tạ ngợi khen Chúa cho anh chị Trung Chi đã cùng đồng hành với chúng con để mọi những việc nhỏ nhặt nhất, chi tiết nhất và cho tới lớn lao mà Cha đã đổ thần của Cha xuống trên đời sống của anh chị, để chúng con cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Ngài. Amen. Cha đã quy tụ chúng con thành một hội thánh, và chính Chúa Giêsu lập chúng con. Chúng Amen. Con chưa gom, nhưng chính Chúa Giêsu đã gom chúng con lại, đưa chúng con vào lời lẽ thật của Ngài. Và chính Chúa Giêsu lập chúng con là hội thánh của Ngài. Thì khi Chúa Giêsu lập hội thánh, chúng con là hội thánh của Ngài, thì không có một sự ác nào, không có một âm phủ nào để mà phá đổ được, bởi vì Amen. Chúng con thuộc về Ngài, chúng con là thân thể dính chặt vào Ngài rồi. Amen. Chúng con yêu Ngài. Chúng Cha Amen. Chúa Giêsu đã công nhận Amen. Chúng con là hiền thê của Ngài rồi. Chúng con chỉ những ngày tháng còn lại, chúng con trao dồi tình yêu Ngài với Cha cho tới ngày để gặp mặt Cha, để Đúng mà chưa? Cha mở buổi tiệc cưới trên con là chính Chúa Giêsu, để chúng con cùng với Ngài, cùng với Đức Thánh Linh của Ngài vui mừng hân hoan
trong Chúa, và chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con có một đội quân đặc nhiệm này, chính Chúa chọn chúng con vào và đặt để cho chúng con có người thầy dạy chúng con là thầy giáo Cường đây. Ngài đã chăm sóc cho chúng con về mặt thiêng liêng, và Cha biết chúng con rất là yếu kém. Về mặt thiêng liêng của Ngài, Cha đã bồi đắp cho chúng con những điều nào thiếu sót, thì chính Cha đã dùng thầy giáo Ô Cường để mà bù đắp cho chúng con, cho chúng con được trưởng thành trong Ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa cho chúng con có anh chị em ở Việt Nam cũng khắp các nơi ở đây để cùng với nhau trong buổi đặc nhiệm, trong đội quân đặc nhiệm này, để cùng nhau thi hành sứ mệnh mà Cha trao ban cho chúng con vào thời kỳ cuối cùng này. Chúng con thi hành một cách trọn vẹn, bởi không phải bởi sức của chúng con, nhưng bởi sức quyền năng của Thánh Linh Ngài, đấng mà làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết. Ngài đã toàn thắng, Ngài đắc thắng, Ngài vinh hiển. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha, bởi vì lời Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu Ngài đến vinh hiển như thế nào thì Ngài cũng làm cho chúng con được vinh hiển như Ngài. Như vậy, con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Ngợi khen Chúa, Hallelujah. Mừng Chúa. Tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. Nào, các anh chị em ở bên Mỹ tiếp tục cầu nguyện đi ạ. Amen. Tạ ơn Cha, con ngợi khen Cha. Ngài quá yêu thương chúng con. Chúng con chúc tụng ngợi khen Cha là Đức toàn năng, Cha là vua các vua, Chúa các Chúa. Cha đã chọn chúng con, anh chị em chúng con là những người được tuyển chọn, đã lôi chúng con ra khỏi công giáo Babylon công giáo mà trước nay chúng con đã để những thầy tế lễ của họ làm chủ đời sống chúng con. Nhưng nay con cảm tạ ngợi khen Cha, Cha đã chọn chúng con là những thầy tế lễ để chúng con làm những công việc của Ngài. Cảm ơn Cha khi người ta họ đã chê bai chúng con, họ nói chúng con là những người vô đạo, chúng con bị loại ra khỏi những cái họ cho chúng con là hòn đá bị người ta loại bỏ. Nhưng con cảm ơn Cha. Cha đã đặt để chúng con và chọn chúng con là hòn đá sống động. Amen. Và nay Cha, Ngài đã sử dụng chúng con là những hòn đá mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng, chính là nhờ Đức Chúa Christ. Chúng con có một chức tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Cha. Ngài, trong mấy ngày vừa qua, Cha đã bội sức cho chúng con khi chúng con là những người yếu đuối, chúng con không có sức, nhưng cảm ơn Cha có bàn tay của Ngài nhúng vào và nâng đỡ chúng con. Tất cả mọi việc đều mọi sự tốt đẹp và bình an cho chúng con được có sức chịu đựng. Cảm ơn Cha. Đây là một chức tế lễ mà Cha đã để cho người chị anh chị em chúng con, chính là anh Hậu và Hoài Hương, là những người đi trước để noi gương để chúng con tiếp tục sau. Chúng con cũng còn con cái của chúng con đang chờ đợi kế tiếp. Thì con tin rằng ngày kế tiếp đây chúng con sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn để chúng con làm những công việc như Ngài. Này chúng con không có thuộc về những người nào công giáo hay là Babylon làm chủ đời sống hôn nhân của con cái chúng con, nhưng chính chúng con, bởi vì Cha đã đặt để chúng con là hàng tư tế thánh để chúng con làm những công việc cho Ngài. Cảm ơn Chúa. Con dâng lên tất cả những việc sau này Chúa sẽ soi sáng cho chúng con, và xin cho chúng con biết hạ mình khiêm tốn mà đón nhận lời của Ngài dạy dỗ cho chúng con. Còn tin rằng sau này chúng con sẽ được mạnh mẽ hơn nữa. Amen. Bàn tay của chúng con chính là bàn tay của Chúa. Amen. Để chúng con làm những công việc không còn thuộc về chúng con, mà chúng con làm hết tất cả vì dân Chúa. Amen. Con không còn thèm thuồng gì ở của thế gian này nữa.
thế gian này sẽ trôi qua và tan biến đi thôi. Nhưng chúng con để Chúa đã đặt để chúng con trên tảng đá chính là Đấng Christ Jesus, để chúng con được đứng vững chắc cho dù mưa sa lũ lụt không bao giờ nhà chúng con bị đổ. Cảm ơn Chúa. Nay chúng con tin rằng tất cả những sự việc này chúng con làm đều vì danh Chúa, mà Chúa sẽ đổ thần của Ngài trên chúng con. Amen. Để chúng con được mạnh mẽ hơn, để nhờ Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con bước đi theo con đường của Chúa mà không sợ hãi người đời. Ai đó đã nói với con là những người ngu dại, ai đó nói với chúng con là những người cho chừa hay lời nguyền rủa của họ, nhưng đối với Chúa đối với Chúa là ân điển của Ngài với cho con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, ân điển đó là ân điển chứ không phải họ đã sai lầm rồi. Chúa ơi, họ đã sai lầm rồi, họ thấy con bị thương như vậy, họ chê cười con, họ nói con cho chừa, đó là điều mà họ, đây là thế gian đối xử với con. Nhưng Chúa ơi, Chúa đối xử với con rất là tuyệt vời. Hallelujah. Ân điển chứ không phải là cho chừa đâu. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Chỉ có Chúa biết thôi. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Con chúc cùng ngợi khen Ngài. Con rất là vui khi con được như vậy, là đến là ân điển của Ngài đổ xuống trên chúng con. Cảm ơn Chúa, con ngợi khen Chúa. Con dâng lên những buổi nhóm này cho trong anh chị em chúng con. Xin Chúa đổ tràn đầy Đức Thánh Linh trên chúng con. Cảm ơn Cha, con ngợi khen Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Lạy Cha là Thiên Chúa kính yêu của chúng con, con ca ngợi chúc tụng danh thánh Ngài đời đời của chúng con. Xin cho tình yêu của Chúa luôn ở mãi với chúng con. Nguyện tình yêu của Chúa tể trị đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin cho con yêu mến Ngài, yêu Ngài nhiều hơn nữa trong đời sống gia đình, vợ chồng của chúng con cảm tạ Chúa. Nhờ sức mạnh của Ngài, chúng con vượt qua những khó khăn trong lúc chồng con bệnh hoạn như vậy. Nhưng con tin rằng sức của con không thể nào làm được, nhưng do sức của Ngài, Ngài đã cho chúng con vượt qua. Vì con tin rằng hôn nhân là điều mà là hình ảnh của Chúa Giêsu, Ngài đặt để chúng con trong đời sống vợ chồng, để chúng con yêu thương nhau những lúc mà mạnh khỏe cũng như lúc bệnh hoạn này. Con cảm tạ ngợi khen tình yêu thương của Chúa đã dành cho chúng con. Con cảm ơn Chúa qua những ngày chúng con thập sự là làm chức tế lễ thánh mà Chúa đã để chúng con. Con cảm ơn Chúa qua những hình ảnh đó, những công việc đó mà anh chị em chúng con đi trước khi chúng con được vào nhóm đặc nhiệm này, thì chúng con học hỏi tất cả những gì mà theo lễ thật, tình yêu lễ thật của Ngài, để chúng con làm công việc theo ý muốn của Ngài. Amen. Chúng con rất là vui vẻ và bình an trong Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen, đó là ân điển mà Ngài ban cho chúng con trong nhóm đặc nhiệm này. Cảm ơn Chúa vì chúng con, đời sống hôn nhân của chúng con và chúng con những đứa con cái của chúng con tin rằng qua công việc này chúng con đã lấy làm gương để cho các con cái chúng con, những đứa sau này. Amen. Sẽ tiếp tục những công việc như thế này. Tuyệt vời Chúa ạ. Hallelujah. Thấy rằng rất là sống động và có Ngài và chúng con thật là tuyệt vời khi chúng con đặt Ngài làm chủ cho hôn nhân. Amen. Để chúng con đã được Amen. Mạnh mẽ hơn nữa, mà chúng con không còn lệ thuộc vào một người nào để mà làm chức tế lễ thánh này, vì chúng con có quyền, Chúa đã cho chúng con quyền trên đó để chúng con Amen. Làm cho con cái của chúng con tin rằng Chúa đã chúc phúc cho chúng con, chúc phúc cho tất cả những anh chị em trong nhóm đặc nhiệm, để được chúng con cứ theo đó mà làm theo ý của Ngài. Còn tin rằng Thánh Linh của Ngài cũng chúc phúc cho gia đình Mục Sư Cường của chúng con, tất cả anh chị em trong đời sống vợ chồng, đời sống hôn nhân, gia đình. Còn tin rằng khi chúng con ở trong nhóm đặc nhiệm này, chúng con có sức mạnh của Ngài,
để chúng con vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống của chúng con. Để chúng con hoàn tất công việc của Ngài với lòng hăng say, vui mừng. Tất cả những khó khăn chúng con không bao giờ cảm thấy rằng khó khăn và nản lòng cả. Vì Chúa là đấng ban sức mạnh cho chúng con. Chúng cảm tạ ngợi khen tình yêu của Ngài. Con tin rằng Ngài cũng cho chúng con có sức mạnh để con cái của chúng con nhìn thấy chúng con có những tình yêu trong Chúa đẹp đẽ và hạnh phúc như thế nào, thì con cái của chúng con nhìn vào chúng sẽ cảm nghiệm được đó là điều mà Chúa đặt để nơi chúng con, gia đình chúng con. Con cảm tạ ngợi khen trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Cha ơi, chúng con cảm tạ chúc tụng tôn vinh Cha. Chúng con ngợi khen Cha. Cha là đứng khôn ngoan thượng trí, là đứng chí thánh chí tôn. Con cảm tạ Cha về mọi ân điển Cha đã ban cho từng anh chị em của chúng con nơi Chúa Giêsu Christ. Trong Chúa Giêsu Christ, chúng con thật giàu sang, chúng con trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được lãnh nhận lời tin mừng chân lý và lẽ thật từ nơi Chúa và hiểu biết được mầu nhiệm thiên ý nhiệm màu của Ngài. Cảm ơn Chúa về tất cả những lời chứng của Chúa ở trong tin mừng mà chúng con đọc và suy ngẫm mỗi ngày, để được ăn sâu vững chắc vào lòng và tâm trí của chúng con, để khiến chúng con không thiếu bất cứ một ân điển nào từ nơi Ngài. Con cảm ơn Chúa trong lúc mong đợi ngày mà Chúa tái lâm, chính Chúa sẽ làm cho tất cả chúng con được nên vững chắc cho đến cùng, và không ai có thể chê trách gì chúng con trước mặt Ngài. Cha là đứng thành tín, Cha đã kêu gọi tất cả chúng con đến đi nhất hiệp thông với con của Cha. Nhờ Chúa Giêsu Christ đứng đã kêu gọi chúng con ra khỏi miền u tối và đã gọi chúng con ra khỏi sự sáng láng dịu hiền của Ngài. Con cảm ơn Cha về tất cả những gì Cha đã làm nơi anh chị em của chúng con. Cha đã chọn chúng con nhưng không phải như thế kiểu thế gian đã nhìn thấy, vì cái điên rồ của Cha còn hơn là cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Cha còn hơn là cái mạnh mẽ của loài người. Bởi thế gian không dùng sự khôn ngoan để nhận biết Cha, ở nơi mà Cha đã biểu lộ sự khôn ngoan của Cha trong chân lý tin mừng. Amen. Cha đã nhìn thấy chúng con là những kẻ bé mọn, ngu dốt, mà Cha đã kêu gọi chúng con. Chúng con vui mừng, chúng con cười với Cha. Chúng con thấy sự quyền năng, sức mạnh đầy hiệu lực của Cha để biểu dương nơi chúng con một cách lạ lùng. Amen. Chính nhờ Cha mà chúng con hiện hữu trong Chúa Giêsu Christ, đứng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng con. Sự khôn đó phát xuất từ Cha. Amen. Đứng cho chúng con trở nên công bình và đã thánh hóa chúng con nhờ Thánh Linh và cứu chúng con nhờ Chúa Giêsu Christ. Chúng con vô cùng được tự hào được ở trong Ngài. Và chúng con cảm ơn Cha. Chính Chúa Giêsu một vị thượng đế cao trọng đứng đầu nhà Cha, Ngài là đứng phàm đã băng qua các vì thế nhờ chính thế chúng con giữ đức tin của chúng con và tuyên xưng một cách mạnh mẽ, bởi vì Ngài là đứng luôn cảm thương những nỗi yếu hèn yếu đuối của chúng con, và Ngài đã chịu những mọi thử thách về mọi phương diện cũng như chúng con, nhưng Ngài không phạm tội. Bởi vì thế Ngài đã gánh hết cho chúng con những cái yếu hèn của chúng con rồi, thì nhờ Thánh Linh chúng con mạnh dạn để tiến gần ngay của Cha, để chúng con lãnh nhận một nguồn ân điển lớn, để có sự thương xót bởi Cha và sự trợ giúp từ nơi Cha ở bất cứ về nơi hoàn cảnh nào, bất cứ nơi nào, bất cứ công việc gì, và chính Cha là đứng bổ sức cho chúng con. Con cảm ơn Cha về hết thảy những ngày tháng những vừa qua, Cha đã làm hết mọi sự trên chúng con, chứ không phải bởi sức của chúng con làm,
mà chúng con hãnh diện, nhưng nhờ ân điển và đức tin Cha cho chúng con. Chúng con cảm ơn Cha lạ lùng, một cách lạ lùng. Con hôm nay con cũng cầu nguyện, con nhớ đến cha mẹ của con. Khi con đi đến với các anh chị thì cũng bị người mẹ con chửi bới con, nhưng đó là niềm vui cho con. Con cũng không rúng động, nhưng mà nhờ Đức Thánh Linh cho chúng con nhẹ, con cho con đây được nhẹ nhàng để trình bày với người mẹ của con, nhưng cũng vẫn bị chửi, nhưng đó là con biết rằng khi được ở trong Ngài thì con được giấu sự sống của con ở trong Ngài, thì Ngài bảo vệ con, rồi con cũng không phải phải giận cãi lại với mẹ con nữa. Nhờ Đức Thánh Linh nhắc nhở cho con, xin Đức Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ con để khi con đối vị diện với cha mẹ con bởi đức tin, để con cũng tôn kính cha mẹ con. Nếu điều gì có thể nói thì xin Thánh Linh Ngài thúc giục con, còn điều gì không nói thì Ngài cho con thinh lặng để mà linh hướng cho môi miệng của con, để con nói những điều trở nên thánh sạch. Amen. Chứ không phải nói cãi lẫy với cha mẹ con, bởi vì con cảm ơn cha thiên thượng trên trời, cha đã dùng cha mẹ của con mà cũng sinh con ra ở trên đời này. Vâng, Chúa. Để con yêu họ, con yêu cha mẹ con, con yêu cái yếu đuối của cha mẹ. Amen. Con. Hallelujah. Cha đã dùng cha mẹ con dạy con trên thế gian này, nhưng mà dạy theo sở thích của cha mẹ con, nhưng mà cha không dùng ở nơi đó, và cha còn đã dùng cái chân lý lẽ thật và dạy cho con để con cùng chung sự thánh thiện của Ngài. Amen. Để cái thánh thiện đó, chính Ngài là đứng thánh, thì con cũng phải trở nên con của là thánh. Amen. Thánh trong mọi cách ăn nói của con, để con tôn qua cái ân điển của Ngài, con tôn kính cha mẹ con yêu cha mẹ con. Yêu cha mẹ con, dù cha mẹ con chửi bới con thế nào đi nữa, con cũng yêu cha mẹ con. Con cảm ơn Đức Thánh Linh Ngài là đứng dạy dỗ con qua cha mẹ con nhiều, để con biết nhịn nhục và không cãi lẫy. Con cảm ơn cha, và con cũng phó dâng tất cả các linh hồn con gái của con lên cho cha. Xin ân điển của cha đổ xuống trên các con cái của con, để các con cái của con càng mỗi ngày được yêu mến lời chân lý lẽ thật. Amen. Mỗi khi con cái của con, mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, con cái của con chạm tới lời Ngài, thì xin Thánh Linh Ngài đổ xuống trên các con của con. Amen. Đổ xuống trên Amen. Các con của con, để các con, cuộc đời các con của con là phải được thánh hiến, được hiến cho Ngài, được riêng cho Ngài, không còn không có thuộc về thế gian này. Dạ, xin Thánh Linh Ngài dạy dỗ con nhiều, để tất cả những cái message của Ngài từ trời xuống trên con, để con chuyển tải cho con cái của con. Và con cảm ơn cha đã dùng người thầy dạy đây là một sư cường để bồi đắp cho chúng con những ngày sau rót này, những gì mà còn thiếu sót, cha đã dùng một sư để trợ giúp cho chúng con, để cái của chúng con có cũng con truyền tải cho con cái của chúng con. Con cảm tạ chúc tụng và ngợi khen cha. Con phó dâng hết tất cả anh chị em ruột của chúng con, gia đình của chúng con, cha mẹ chúng con, người chồng yêu dấu của chúng con đây, con cái của chúng con, con dâng lên cho cha. Xin cha thánh hóa, thánh hiến họ, và Đức Thánh Linh cáo trách lòng họ, bao phủ lấy họ bởi huyết của Chúa Giêsu Christ. Con cầu nguyện với cha, con thành kính trong danh của Chúa Giêsu Christ là Chúa của chúng con. Amen. 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 Hiến Nam Ánh, chị bé cầu nguyện đi cho gia đình mình. Cầu nguyện. Cái lời Chúa đã trời ông con, cảm ơn rất nhiều vì những điều mà Ngài làm cho anh chị em con. Cảm ơn nhiều vì những lời chứng mà Ngài đã những lời chứng mà anh chị em con làm chứng để bày tỏ ra những điều mà Ngài đã làm cho cái ngày mà hôn lễ của con. Chị Hương, cảm ơn rất nhiều vì cái sự bày tỏ của Ngài cho anh chị Hương, và cái sự
năng quyền của Ngài ban cho các anh chị, cho anh chị có thể làm một cách không mệt mỏi, các anh chị có đầy sức khỏe của Ngài để có thể làm ca cộng danh Ngài và chúc tụng danh Ngài. Cảm ơn Ngài rất nhiều, sợ cảm ơn rất nhiều vì sự thương xót, cảm ơn Ngài rất nhiều vì cái sự che chở bảo vệ cũng như là ân điển của Ngài đổ trên các anh chị, để anh chị có thể trở nên vững mạnh, để có thể mạnh mẽ như vậy, để có thể bày tỏ danh Chúa một cách mạnh mẽ như vậy trước nhiều áp lực về tôn giáo. Sao ông cảm ơn rất nhiều, sao cảm ơn rất nhiều điều đó, sao ông cảm ơn rất nhiều, xin Ngài cùng tất cả anh chị em con cũng hay cho ông con thấy được điều đó, mà con cũng ngợi khen Ngài và cũng con học hỏi để biết mình cũng phải mạnh mẽ như vậy, mình phải mới có thể gọi là vượt qua tất cả những cái trở ngại, những cái đồng lý của tôn giáo, mà mình có thể bày tỏ danh Chúa một cách mạnh mẽ mà không sợ sệt như vậy. Amen. Xin Ngài cùng tất cả anh chị em con, hãy cho ông con nhớ về hôn nhân. Chào ô hôn nhân điều tuyệt vời, chào nó cái hiệp giữa hai người mà thật sự là nếu mà theo thế gian ông con thì hai người không là gì hết, nhưng mà chúng con biết trong Chúa ông con, ô hai người đó là được Chúa sắp đặt sẵn cho hai người đó, được Chúa tiền định sẵn cho ơi, và chúng con khi mà chúng con cái hiệp lại với nhau đó là một cái mối liên kết cực kỳ tuyệt vời, cha, và Ngài đã ấn dụ từ hôn nhân của lâu người mà Ngài cho ông con thấy được hôn nhân của Ngài với chính lâu người, cha, ô Chúa con ơi, khi mà chúng con vui mừng, con hoan hỷ cái ngày hôn nhân của con người thôi thì chúng con thấy cực kỳ gọi là hạnh phúc, kỳ vui vẻ trong ngày đó, không chỉ là ngày chúng con tận hưởng cái ngày mà Đức Chúa Trời cũng con Chúa Giêsu của chúng con cái hiệp với lại học thánh của Ngài, cha, ô ngày đó cũng vui mừng gấp mấy lần, cha, ô Chúa con cảm ơn rất nhiều, suy Ngài giúp đỡ con, chúng con biết mỗi lần mà chúng con dự hôn nhân thì chúng con nghĩ đến cái ngày tuyệt vời mà chúng con sẽ kết hiệp cùng với Ngài, cha, ô để con mong ước điều đó, để con ngày càng hoàn thành những gì mà Chúa giao cho con, để cho ngày đó ngày càng sớm xảy ra, cha, và lòng người chúng con sẽ kết thúc tất cả những sự đau đớn, kết thúc tất cả những sự mệt mỏi, tất cả những cái sự khó khăn, tất cả những muôn vật sẽ được bớt sự đau khổ và bớt thân thở, cha ơi, để đến ngày mà chúng con đến những năm bình an, cha, ngàn năm bình an và đời đời, cha, uống cả ngày rất nhiều, cha ơi, cả ngày rất nhiều, cả ngày sự thương xót, sự chúc phước và sự bày tỏ của Ngài tất cả anh chị em con thấy được những cái điều tuyệt vời mà chúng con được Chúa ban tặng, cha, ôi chúng con không là gì hết, cha ơi, nhưng mà chúng con làm sai lời Ngài, chúng con không đi chặt đường hướng của Ngài, tổ phụ chúng con không quên mất cái Ngài, cha, nhưng mà ôi Chúa vẫn thương xót con, Chúa vẫn chờ đợi, cha ơi, chờ đợi qua các thời kỳ, chờ đợi qua các thế hệ, cha ơi, để các con cháu của họ được cứu, cha, ô cảm ơn rất nhiều, vì tới thời điểm chúng con được nhận biết Ngài, cha, ô, và đất nước Việt Nam con cũng cần có những con người được Chúa đặt để cho những người được Chúa kêu gọi để bày tỏ danh Ngài cũng nhiều hơn nữa, để tất cả mọi người, cha ơi, để tất cả mọi người đều được cứu, cha, ô Chúa con, Ngài muốn tất cả mọi người đều tin nhận Ngài và nhận biết lại thật, cha ơi, ô cảm ơn rất nhiều, cha ơi, ô xin Ngài thương xót tất cả anh chị em con, hãy ở cùng với tất cả các hôn nhân, cha, và hãy nhắc nhở chúng con về hôn nhân là một cái điều mà Ngài muốn cho chúng con nhận biết rằng chúng con cần phải yêu nhau như Chúa yêu chúng con hậu thánh thế nào, thì chúng con cũng phải yêu những người mà Chúa có hiệp trong con thì ái, cha. Amen. Và luôn luôn nhớ điều đó, cảm ơn rất nhiều, cha, cầu nguyện danh Đức Chúa Christ. Amen. Hallelujah. Các anh chị em chưa có vợ nhớ cầu nguyện cho vợ tương lai của mình nhé. Chưa biết là ai cả, để chưa biết thì cứ cầu nguyện đi. Nghĩ thấy đã ghê nhưng mà thôi không nghĩ, nghĩ là mình nghĩ là nó cám dỗ. Thôi đừng có nghĩ như cầu nguyện cho vợ tương lai, cứ chuẩn bị mình thành người cha đã, tại vì sẽ có cả những bài học. Bạn đã chuẩn bị lấy vợ chưa mà? Yeah. Bài học đấy mà, bài học về tình cha nữa, nhiều thứ lắm. Còn nhiều lắm, anh chị em yên tâm. Nào, Hiến và Ánh. Thôi, cảm tạ ơn Chúa dấu yêu của chúng con đã sức giàu trên các anh chị em của chúng con trong buổi tiệc của Ngài. Và qua đó chúng con cũng được chung vui, được lắng nghe những điều mà anh chị đón nhận từ nơi Chúa, món quà mà đầu tiên mà Chúa ban cho anh chị là làm chức thầy tế lễ thánh. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Amen. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Con xin cha
cảm ơn Cha vì con được lắng nghe bằng 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 đôi tai của Ngài để cảm nhận những điều tuyệt vời đó, chung vui điều tuyệt vời đó cùng với anh chị em của chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Ngài rất là nhiều, và con cảm ơn Chúa, và con trao hết mọi điều lên cho Ngài, và con xin Ngài cho con được tăng trưởng lên về tình mạng của con, không có để một điều gì đó ở trong lòng để mà môi miệng của con và tất cả các cái gì ở trong lòng của con đều thuộc về Ngài hết, đều được đổi mới bằng suy nghĩ và hành động của Ngài, được lắng nghe bằng đôi tai của Ngài, bằng nói bằng cái cảm xúc của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, và con cảm ơn Chúa, và con chúc lành cho mục sư của chúng con và anh chị em của chúng con vì đã được nghe những lời làm chứng của các anh chị. Cảm ơn Chúa. Amen. 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 Chị bé và anh. Cô bé, cô cầu nguyện trước cùng con nhé. Con đang lái xe nên là lát nữa con cầu nguyện sau nhé. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Cha ơi, chúng con là anh em với nhau. Những gì mà Chúa dạy dỗ anh em của chúng con cũng như dạy dỗ chúng con, chính mình con. Cha ơi, con tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài trên tất cả anh chị em của chúng con để làm bài học cho chính mình con. Con dâng gia đình của con lên cho Ngài. Cha ơi, trong tình yêu thương của Ngài, Chúa dẫn dắt gia đình của con trong tình yêu thương của Ngài. Xin Cha, tha thứ tội lỗi trong sự bất hòa, trong sự chia rẽ trong gia đình của chúng con. Qua sự bất hòa, qua sự chia rẽ đó, Ngài cho chúng con có một bài học và Ngài dẫn dắt chúng con để chúng con có thể làm những điều gì chính bản thân của mình, hạ mình, tôn trọng người chồng của mình, hạ mình, ăn năn lỗi trước mặt Đức Chúa Trời khi chúng con có những điều gì bất hòa chia rẽ. Cha ơi, con cái của chúng con cũng phải kính sợ ở cha mẹ Chúa đã dạy dỗ chúng con cái phải kính yêu cha mẹ. Con không nói thế nào, con chỉ biết dâng gia đình người thân của chúng con lên cho Chúa, nguyện chạm đến gia đình người thân của chúng con, cũng đụng chạm đến chính mình con. Cha ơi, có những điều gì chính bản thân con còn tự ái, còn nhút nhát, còn rụt rè chưa làm được thì xin Chúa dẫn dắt con. Cha ơi, qua bài học người chị em của chúng con làm được thì Chúa cũng đặt để cho chúng con sẽ làm được điều đó. Cha ơi, xin giúp đỡ cho con, con cũng có những cái chương trình, những cái kế hoạch mà Chúa đặt để trên gia đình của riêng con, mặc dù không giống riêng ai, nhưng trong chị em của chúng con cũng cầu mong Chúa dẫn dắt con có một cái điều kiện để con cái của chúng con cũng có một cái hôn nhân mà giống như Đức Chúa Trời đặt để, chứ không phải hôn nhân. Cha ơi, những điều gì trong cuộc sống của con của Ngài và dẫn dắt gia đình của con gái của con, chồng con hiệp nhất trong tình yêu thương của Ngài. Cha ơi, nhận lấy bài học quý giá mà Ngài đã dạy trên chính mình con qua những lời làm chứng của người chị em con. Con ước ao và con mong rằng gia đình của con cũng được một cái buổi hôn nhân giống như cho con cái của chúng con, để cho người chị em của chúng con được chính mình con là thầy tế lễ cho con. Alleluia. Những nhiệm vụ như thế trên gia đình hôn nhân cuộc đàn cãi của chúng con, cho tất cả người ở nhà trong gia đình của con, và con cũng xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chính mình con để chúng con có một cái sự hàn gắn trong tình yêu thương. Trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con nói rằng chúng con sẽ hạnh phúc, chúng con nói rằng chúng con sẽ yêu thương lẫn nhau như Đức Chúa Trời yêu thương chúng con, không điều gì chia rẽ được chúng con, bởi vì ở trong Ngài vui bình an. Cho xin Ngài ban cho chúng con sự bình an vượt quá sự bình an của thế gian, nhưng sự bình an của Ngài đem lại cho chúng con một sự bình an thật sự. Chúng con tin cậy nơi Ngài không giả dối, mà chúng con biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời theo cuộc sống của chúng con. Chúng con không phải cố gắng theo sức của chúng con, không phải cố gắng theo phong tục tập quán của thế gian, nhưng chúng con làm theo mệnh lệnh và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong cuộc sống của chúng con. Chúng con biết hạ mình dân phục của Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho chúng con mọi điều khác nữa. Con cảm ơn Chúa Ngài đã đặt lễ cho chúng con trong nhà trong đội quân đặc nhiệm này, để chúng con có lời của Ngài, có sự chia sẻ lẫn nhau và có sự học hỏi lẫn nhau. Amen. Ngài giúp đỡ cho
tất cả anh chị em của chúng con thì Ngài cũng giúp đỡ cho tất cả mọi người, không trừ một ai, mọi người đều học hỏi lẫn nhau và học hỏi đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Cho ơi, con cũng chúc phước cho mục sư của con có một cuộc hôn nhân thứ ý chí của Ngài, những điều gì mà không đến từ Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ chúng con không bỏ quỷ phá và tha và từ bỏ chúng nó, chúng con chỉ tiếp nhận những điều gì đến từ Chúa mà thôi. Mặc dù trong cuộc sống của chúng con có những điều sa tăng ma quỷ nó quấy phá chúng con, nhưng chúng con không chấp nhận điều đó, chúng con amen điều của Đức Chúa Trời mà thôi. Và chúng nó không thắng được chúng con, chúng nó đến bằng một đường để chống phá chúng con thì chúng nó bằng bảy đường mà bỏ chạy. Và sự trong gia đình của chúng con luôn tràn ngập hallelujah, hôn nhân là do Chúa đặt lên, không điều gì làm hại được chúng con. Hôn nhân là do Đức Chúa Trời đặt lời để cho chúng con, thì hôn nhân đó, chính hôn nhân của gia đình của chúng con cũng như hôn nhân mà Chúa đã chọn chúng con làm nàng dâu của Ngài. Hallelujah, Chúa ơi, mọi vinh hiển, mọi tôn quý thuộc về Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ con chúc phúc cho tất cả các hôn nhân gia đình, trong gia đình người thân của chúng con được toàn vẹn trong tình yêu của Chúa. Con cảm ơn Chúa và chúc phúc cho tất cả anh chị em của chúng con trong có mặt trong ngày hôm nay. Chúc phúc cho các hôn nhân tiếp theo của những người em, những người cháu của chúng con sẽ có những cuộc hôn nhân tiếp theo và hôn nhân được trọn vẹn trong tình yêu của Đức Chúa Trời, như em Ánh, em Nam, em Hiến và tất cả những em còn lại. Hallelujah, Chúa, con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, Chúa, cảm tạ ơn Ngài, Chúa. Tôi tình yêu của Ngài. Nghe bé quá Ánh ơi. Ánh cho to lên lên. Đi sát microphone rồi. Rõ rồi cho mọi người. Hơi bé và ồn. Bé và ồn. Thế cầu nguyện ngắn thôi. Anh cầu nguyện. Dạ thế chắc thôi. Cả ơn Chúa rồi. Xin Ngài chúc phước cho hôn nhân cho cảm thấy Ngài, xin Ngài chúc phước cho những người chồng biết yêu thương vợ mình. Xin Ngài ban phước cho những người vợ tôn kính và tôn kính chồng mình, như là hội thánh tôn kính và vâng phục lời phước của Chúa. Con xin Ngài chúc phước cho những người con. Cảm tạ ơn Ngài, xin Ngài chúc phước cho những người con biết tôn kính và vâng phục cha mẹ Chúa. Cảm tạ ơn Ngài vì Ngài lập ra hôn nhân Chúa. Ngài xin Ngài chúc phước cho hôn nhân của các con cái của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài và con xin Ngài chúc phước, Ngài ban phước cho những người vợ hoặc người chồng tương lai mà chúng con chưa gặp nữa Chúa. Xin Ngài giúp chúng con để chúng con giữ gìn chính quyết, giữ gìn sự trong sạch của mình. Để đến ngày mà Ngài dẫn đưa họ đến với chúng con Chúa. Để cho sự hôn nhân của Ngài được đẹp ý Ngài ạ. Cảm tạ ơn Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Cảm ơn Anh. Chúa dấu yêu, chúng ta ơn Chúa vì Ngài đã hành động rất đã và đang và sẽ hành động cách cực kỳ mạnh mẽ trong chúng con qua chúng con. Chúa ơi, chúng con là những kẻ làm theo mạng lệnh Ngài, và lời Chúa nói rằng những kẻ làm theo mạng lệnh Ngài thì rất mạnh, Chúa ạ, bởi vì chính lời của Ngài trong ngôi miệng chúng con. Ngài hướng dẫn tay Ngài trên tay chúng con, Chúa ạ. Rasakalababriyuro, để Ngài dùng chúng con như con như khí cụ của Ngài. Hallelujah, tạ ơn Chúa, con thật vui mừng, và Chúa chúng con Ngài thật vui mừng về những sự làm chứng của anh chị em chúng con. Chúa ơi, đó là vinh hiển của Ngài, và vinh hiển chỉ thuộc về Ngài, chớ thuộc về chúng con, chớ thuộc con như chỉ thuộc về Ngài mà thôi, Chúa. Hallelujah, Ngài xứng đáng tất cả sự ngợi khen vinh hiển. Con cảm ơn Chúa và công bố cũng khẳng định các nguyên tắc hệ thống giá trị với nước Chúa Trời trong hôn nhân, trong gia đình, trong tất cả gia đình anh chị em chúng con, trong gia đình hiện tại, gia đình tương lai, Chúa. Urasaka và thậm chí cả quá khứ nữa. Urasaka, con công bố cả những trật tự thẩm quyền, những giá trị nguyên tắc thánh sạch, công bình, yêu thương, nhân từ, những giá trị đạo đức của Ngài, Chúa, đầy dẫy trên các hôn nhân đó. Urasaka dabrabrasakarabrasaka trong danh Chúa Giêsu để quyền năng trên toàn bộ nhóm trách nhiệm này, trên toàn bộ cơ nghiệp chúng con, Chúa, và nguyện mỗi chúng con như là một cái tấm gương lớn khiến cho người ta nhìn thấy, để người ta thấy, ai nhìn thấy chúng con, nhìn hôn nhân chúng con là họ nhìn thấy Chúa Trời, họ nhìn thấy được hình ảnh của Chúa Giêsu Christ với nàng dâu của Ngài. Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu con cảm ơn Chúa. Nguyện chúng con được phước khi đi ra, khi vào, khi ngủ, khi thức trong thành ngoài đồng. Nguyện các cửa trời trên đầu chúng con cứ thế mở mãi không thôi, Chúa ơi. Nguyện tất thảy mọi nguồn tài nguyên từ trời và đất, Chúa, được khai phóng cho đời sống chúng con, cho sứ mạng chúng con, cho gia đình chúng con, cho hôn nhân chúng con, trong danh Chúa Giêsu Christ. Nguyện lửa thiêng Chúa luôn đốt cháy chúng con, Rasakara gìn giữ chúng con, nguyện ngoài bảo vệ chúng con, ngươi có mắt Ngài, Chúa ơi, trong sự đỏ thánh linh của Chúa, trong dòng huyết Chúa Giêsu Christ, và nguyện các thiên sứ thánh của Chúa, những cái đấng mà Ngài đã gửi xuống để bảo vệ chúng con, để giúp việc chúng con, Chúa, gìn giữ chúng quanh chúng con, đóng trại xung quanh chúng con, gia đình chúng con, hôn nhân chúng con, Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ, con cảm tạ Ngài, Chúa yêu cha thật nhiều, cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. 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 Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa về các anh chị em nhá. Bây giờ anh chị em đi nghỉ ngơi thôi.
Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Ok, quá là phục anh chị em. Chúc lành cho các chị em. Amen. Đó. Thứ hai thì... Ngày mai... Vâng, ủa, tối tối này học với ông sứ. Thứ hai đấy, bây giờ thứ hai này thì hôm nay anh chị em cứ lên đi, nhưng mà để cho anh chị em ở Hoa Kỳ thì nghỉ đã, nên là có thể cho anh chị em Hoa Kỳ nghỉ đi. Nếu anh chị em muốn lên thì lên tùy, nhưng mà lên hôm nay ấy, thì chúng ta chỉ có nói về làm chứng đấy. Anh chị em tốt nhất là ghi đã làm chứng, sau đó chúng ta ghi âm lại đấy, hoặc là quay video lại, tùy cách nào đấy anh chị em, hoặc là ghi mỗi làm chứng cũng được, xong rồi cứ gửi về cho tôi thôi, xong tôi sẽ cho nó một cái file thì dạng clip đấy anh chị em ạ, dạng slide đấy, dạng chỉ có âm thanh thôi, không có hình ảnh của anh chị em thế cũng được, được không ạ? Những cái gì mà anh chị em được chúng ta làm đấy, thay đổi cho đời sống mình đấy, thì nó ngắn gọn như thế đấy, để chúng ta làm một cái video không có hình ảnh của mình, nếu mà ai không muốn có hình ảnh của mình và tên tuổi của mình đấy, chỉ có lời nói thôi, sau đó chúng ta phát ra mọi nơi để cho quảng cáo về đội binh đặc nhiệm của Chúa. Tại cái phần chúng ta cần phải làm mà. Để quảng cáo là việc của Chúa đấy anh chị em ạ, nhưng chúng ta phải công bố điều đó mà. Cái tin lành của Chúa đấy mà không giao giảng ra thì ai có thể nghe được, đúng không ạ? Vâng, dạ. Nên đạo binh đặc nhiệm của Chúa cũng tuyển quân chứ. Có phải là chúng ta tuyển đâu đấy, lúc chưa tuyển quân. Nên là phải thấy trong thời gian ngắn thôi mà các anh chị em đã thay đổi thế nào để thấy được cái sự hiệu quả của những sự dạy dỗ của Thánh Linh Chúa trong lẽ thật là tuyệt vời thế nào. Hallelujah. Dạ. Ba cái câu hỏi mục sư đưa lại chết. Là những cái gì mà anh tôi sẽ viết lại cho anh chị em nhé. Thôi cứ nghỉ ngơi, dạ, cứ anh chị em nghỉ đi, cứ đi ngủ đi. Vâng. Xong cứ ngủ ngơi đi. Bây giờ ưu tiên anh chị em trước ngủ ngơi đi trong tình yêu Chúa. Vâng. Ơn Chúa. Okay. Rồi. Dạ, Chúa cùng anh chị em nhé. Dạ, Chúa cùng chị anh, gia đình anh chị em, cơ nghiệp của chúng ta. Amen. Chị bé, em anh, nam em hiếu.